Chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em lên sóng cho anh em một cặp loa siêu siêu gấu luôn, cực kỳ khủng, hàng Sony anh em nhé. Nó trang bị hai quả bát 16cm trên một thùng, hai siêu bát luôn. Đấy, con trên này nó là bát màng carbon gân xoắn, gân cao su xoắn nhé, đánh bát cực bạo lực luôn. Dưới này thêm một con super bát nữa, đánh siêu bạo lực luôn. Hai con này hai bát thật, từ kép bọc thép chống nhiễu vàng chóe luôn. Anh em kết bạn Zalo của em để em sẽ gửi ảnh nội thất cho anh em nhé. Tại vì tháo nó hơi phức tạp nên em chỉ tháo có một lần thôi, để chụp ảnh cho anh em thôi. Bây giờ em không tháo thêm lần nữa đâu. Đấy, em chụp ảnh rồi. Anh em muốn tò mò muốn xem nội thất thì kết bạn với em gửi nội thất cho anh em xem nhé. Đấy, vì nó trang bị hai con bát bạo lực này rồi nên là con tép ở đây nó trang bị con tép này siêu sáng luôn anh em nhé. Nó không giống như những con tép bình thường khác, những con tép bình thường khác nó chỉ lên vừa vừa tầm thôi, con này lên cực kỳ sáng luôn, đánh tinh tách luôn anh em nhé. Nó phải sáng thế thì nó mới cân đối được với cái cặp bát này, đánh rất bạo lực. Còn đây em nghe đa thì loại nhạc nhé, kể anh em nghe từ nhạc vàng, nhạc mạnh, nhạc sàn, DJ các thứ anh em chơi hết luôn. Các bản nhạc cụ hay nhạc không lời buổi sáng anh em chơi được hết, không kém cái nhạc nào cả nhá. Loa rất là đẹp, lưới của nó là lưới sắt, vành của này vành mạ chờ rôm, hai lưới này lưới sắt hết nhá. Đấy, cái loa nóc này khá là gấu. Nếu mà anh em muốn lấy thêm để bày biện cho nó đẹp hoặc là để trợ thêm lời, ví dụ nhá, khi mà anh em nghe cái cặp loa này rồi anh em muốn trợ thêm lời ca sĩ hát ấy, muốn lời lên tốt hơn ấy, thì anh em lại đấu con loa này vào, đấu song song với các cặp loa này nhá, không ảnh hưởng gì, tại vì bên trong con loa này đã có sẵn tụ hóa rồi, nó tương đương như một con loa chung thêm thôi anh em nhé. Đấu song song vào không ảnh hưởng gì đến trở kháng của cặp loa dưới nhá. Anh em đấu song song vào cảm âm ly khác thoải mái không việc gì cả. Đấy, loa nguyên bản của đi theo bộ của nó là có cả cặp này luôn. Đấy, nếu mà cần thiết thì anh em lấy thêm cặp này nhé. Phía sau loa đẹp xuất sắc luôn. Đấy, cái giá đây anh em sở hữu đôi dưới này ấy, cực kỳ yêu thương luôn, chỉ có 2.300.000 thôi nhé, rất là rẻ, 2.300.000 được cặp Sony zin xịn 100%.
2.300.000. Nếu anh em muốn lấy thêm cặp trên này thì bù cho em thêm 500.000 nhé, là anh em lấy được cả cặp trên luôn. Đấy, rất là rẻ luôn. Đấy, cặp trên này tách lẻ về được 600, nhưng mà anh em lấy cùng em để cho anh em tất 2.800.000 số cho nó đẹp anh em nhé. 2.800.000 nếu mà lấy cả. Đây, phần nóc của nó đây. Khi mình bỏ cái loa này ra đây thì nóc của nó rất là đẹp luôn. Nói chung là loa đẹp, cực kỳ đẹp. 20 mấy năm tuổi rồi mà vẫn còn rất là đẹp luôn anh em nhé, rất là đẹp luôn. Nó thiết kế nó vắt vát ở hai bên này rất là xa, chứ nó không phải là nó liền một khối. Đây, đây em quay phía sau cho anh em xem đây. Đấy, phía sau của loa đây rất là vuông thành sắc cạnh anh em nhé. Đấy, vuông thành sắc cạnh, cứng cáp, không có bể nở tí nào luôn. Đấy, và rất là đẹp. Đây, chèo kháng của nó là 6 ohm anh em nhé. Bộ này thì nó không ghi công suất ở trên thùng này luôn đâu. Đấy, công suất thực của cặp này, bộ này nó là 320W một cặp anh em nhé, 160W một quả, 320W một cặp. Đấy, thông số theo nhà sản xuất, đánh bát bạo lực luôn, đánh rung nhà luôn. Đấy, anh em mua hàng thì liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc và bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đức Anh Loa Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Rồi, chào anh em nhé.